Shop công nghệ số alo.vn xin chào các bạn. Ở trong video này thì các bạn có thể thấy đây là một cái sản phẩm in calon LVP151DVK. Cái sản phẩm này hiện tại thì được rất là nhiều người ưa chuộng, được rất là nhiều văn phòng dùng vì cái chức năng nó in rất là cao, in rất là nhanh, chức năng rất là tiện lợi. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu khái quát về cái sản phẩm này. Và thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver của máy in này, và hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể kết nối wifi sử dụng cho máy tính in ấn không dây. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần khái quát về cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm của hãng Calon, có mã là Calon LVP151DVK. Cái máy này thì có những cái chức năng chính, đó là in laser trắng đen một mặt, in laser trắng đen hai mặt tự động. Máy thì sử dụng khổ giấy tối đa là khổ giấy A4, có thể nhỏ hơn nhưng mà B5, A5 rất tiện lợi. Rồi mình sẽ tiến hành test thử cái sản phẩm này cho các bạn cùng xem. Cái tốc độ in rất là cao, như thế là 27 trang trên 1 phút khi in trắng đen một mặt. Nếu mà in hai mặt thì máy này có thể in với tốc độ là 15 trang trên 1 phút. Đây là mình đang test tính năng in một mặt rất là rõ nét. Được, đây mình sẽ test tính năng là in hai mặt. Cái độ phân giải tiêu chuẩn của máy này cho ra là 1200x1200 dpi. Thì in văn bản thì không phải chê. Đây là văn bản mình in ra, nhìn rất là đẹp, rõ nét. Đây là in hai mặt. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver của máy in Calon LVP151DVK. Thì máy in Calon LVP151DVK này thì chúng ta sẽ có 3 cách để kết nối. Đầu tiên là kết nối qua dây USB, thứ hai là kết nối qua cổng mạng LAN, và thứ ba là kết nối qua Wi-Fi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối thông qua Wi-Fi để giúp chúng ta thể in ấn không dây rất là tiện. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cắm cái dây USB từ máy tính để kết nối với máy in để chúng ta tiện trong việc cài đặt wifi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cấu hình của máy tính. Các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng đây. Đây là biểu tượng máy tính, cấu hình máy tính đây. Các bạn ấn vào kích chuột phải cho phần cuối cùng, phần thuộc tính, để chúng ta biết cấu hình của máy và tìm được driver phù hợp. Nhiều máy tính sẽ dùng là hệ điều hành là 32 bit, hiện tại mình đang dùng là hệ điều hành 64 bit. Các bạn quan tâm nhất ở chỗ này, khi các bạn đã biết được hệ điều hành của mình đang sử dụng rồi thì các bạn có thể vào trực tiếp lên mạng có câu lệnh như sau: driver máy in Calon LVP151DVK và hệ điều hành mình đang sử dụng. Hiện tại mình đang dùng hệ điều hành là 64 bit, sẽ đó là 64 bit. Các bạn sử dụng 32 bit thì bạn có thể gõ vào và enter. Ở đây hiện ra rất là nhiều bảng 64 bit cài đặt cho tất cả các hệ điều hành, như là hệ điều hành 64 bit như là Win7x64 này, Win8x64 hay là Win10x64. Thì chúng ta quan tâm nhất là cái phần trang chủ của Calon hiện ở trên đầu này. Chúng ta sẽ click vào và tải cái driver này về, ấn vào tải về và tải về rất là nhanh. Cái này mình cũng đã tải về rồi. Khi các bạn tải về thì driver nó sẽ nằm trực tiếp trong cái thư mục là download. Chúng ta sẽ vào phần PC và phần download, và đây là cái mình đã tải sẵn vậy rồi. Mình sẽ kéo ra màn hình chính. Đây là driver.
Bây giờ mình sẽ tiến hành giải lấy nó ra. Các bạn giải lấy rất đơn giản, bạn kích chuột phải và ấn vào phần extract tool này và giải lấy. Khi các bạn giải lấy thành công rồi thì trên màn hình chính của bạn sẽ có một cái thư mục mà các bạn vừa giải lấy xong đây. Mình sẽ kích vào. Ở đây là sẽ có 5 cái mục chính. Các bạn quan tâm nhất cho mình đó là hai phần mục này. Mục thứ hai Github setting và phần cuối cùng. Thì muốn cài đặt wifi ấy, thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn sẽ trước tiên chúng ta sẽ cài đặt mạng, thiết lập cho máy in. Chúng ta sẽ ấn vào Network setting, chọn là dòng thứ ba để cài đặt mạng. Thì ở đây sẽ có là hai kiểu cài đặt mạng, là cài đặt qua cổng mạng LAN, tức là cắm cái dây mạng LAN vào máy in và kết nối với ổ wifi. Ở dưới đây là kết nối không dây, tức là kết nối wifi. Ta sẽ chọn dòng thứ hai và ấn next. Tiếp theo thì chúng ta cứ ấn next nhé. Đây chúng ta có ấn next. Ta cứ ấn next. Khi các bạn làm đến bước này thì các bạn giúp mình là bật cho mình cái máy in lên và kết nối với dây USB từ máy tính vào máy in và ấn next. Đây là cửa sổ giao diện chính chúng ta thiết lập để kết nối với mạng nào. Chúng ta sẽ chọn mạng cố định để kết nối. Đây là và chúng ta ấn next. Tiếp theo chúng ta sẽ có là mật khẩu của mạng wifi. Khi đã xong rồi thì các bạn ấn next tiếp. Ấn exit. Đó là tiến hành cài đặt mạng thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt driver chuẩn để có thể in qua mạng. Rất đơn giản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào lại cái thư mục mình vừa giải lên ra. Kích vào chọn phần cuối cùng. Ở đây sẽ có là hai thư mục. Một là hệ điều hành là 32 bit và hệ điều hành 64 bit. Mình đang dùng là hệ điều hành 64 bit thì mình sẽ chọn là x64 và ấn vào thư mục setup. Đây là giao diện chính. Chúng ta ấn giết. Ở đây là sẽ có là ba cái mục để chúng ta chọn. Đầu tiên là mục kết nối mạng LAN, mục kết nối USB. Chúng ta quan tâm nhất là mục trên đầu này, kết nối mạng không dây, ấn next. Hiện tại thì cái đây là cái cửa sổ để đang tìm ID của máy in để có thể kết nối. Đây là ID của máy in. Mình chọn máy in rồi mình ấn next. Mình ấn start. Bước này thì hơi lâu một chút, bạn để chờ. Và ấn exit là chúng ta đã cài đặt thành công máy in. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra kết nối của máy in. Chúng ta sẽ vào phần setting, bấm thiết bị và chúng ta sẽ chọn phần thiết bị máy in. Đây chúng ta đã cài đặt thành công máy in Gallium NTP 151DB. Thì ở đây sẽ có là hai cái mục chính. Đầu tiên Gallium NTP 151, đây là mục in qua dây USB. Và tiếp theo là mục Gallium NTP 151 phần copy 1 này.
kỳ gọi là phần in qua wifi.